Dạ, em xin chào tất cả các anh cần thủ đã quay lại với video mới của em nha, kênh đồ câu Nhật Bại Thành Công. Thì hôm nay em gửi đến các anh những mẫu cần câu vít này các anh. Vít thì em có là 3 cây máy ngang và 3 cây máy đứng ha. Kèm theo đó là cần câu lu Gamakatsu. Cái này là hàng Nhật, cái này có giá trị cao nha các anh. Đây là mẫu 3m3 và độ cứng MH. Đây là hình Gamakatsu dòng G-Tech con báo nha. Rồi, có thêm cần câu lục saber, cái này cho các anh đánh, cái này độ cứng là BX nha các anh, Shimano. Và thêm những mẫu cần câu lua 2m4MH, 2m7MH, ISO khoen bé và phía sau sẽ là cần phíp nha. Rồi, thì giá bên em báo chưa bao gồm phí ship ạ. Anh nào đặt trên 2 sản phẩm hoặc 1 sản phẩm các anh chuyển khoản thanh toán trước thì em sẽ hỗ trợ báo ship cho mình. Bên em thì giao hàng toàn quốc, các anh nhận hàng được kiểm tra. Anh nào đặt hàng vui lòng liên hệ Zalo hoặc số điện thoại có ghim trên góc trái màn hình ạ. Rồi, đầu tiên em gửi đến các anh một cái cần câu lu dít nha, cần dít á các anh. Đây là mẫu một khúc nha. Đây, em sẽ báo thông số chi tiết rõ ràng đầy đủ cho các anh. Cái cần này đầu tiên nha, nó có cái tên này. Cellit ha, Cellit ở phần cái bát. Đây là bát máy. Phần cán nó dài. Đó. Rồi, cái này thì nó là của hãng Daiwa. Rồi, và xuất xứ của nó sẽ là Thái Lan xuất thị trường Nhật, có tem vàng và in mã code đầy đủ. Cái cần này thì Cellit Bay Zicking nha, nó thuộc dạng zic mà. Thì cái này nó có chiều dài là 1m89 các anh, 63 nha, đây 6,3 đây nè các anh. Và tại mồi zic á, các anh có thể dùng được mát đến 120g, dây BE các anh dùng số là 0.8 đến 1.5 nha. Cho cây này. Rồi, cái này có dàn khoen là xích, khoen xích và cần nó đã qua sử dụng rồi. Các anh thấy này nó còn khá là đẹp cho những cái phần này nhé. Rồi đây tiếp theo nha các anh. Cái này thì để lâu á có tình trạng là đây. Như các anh này thấy nó sẽ vàng ố cái bông, nó bông ha. Và đường chỉ vàng khoen thì tất cả đều còn nguyên bản ở trên một cái cần nha. Tất cả còn nguyên hết. Đều là tất cả dòng vàng khoen Fuji Six hết ha. Và cái này thì nó đều là zin từ gốc tới ngọn. Zin là sao? Zin là không phải là độ mới, là còn mới, là còn chưa qua sử dụng nha các. Zin là phôi hay là khoen bên trên xuống dưới không có bị độ chế nha. Rồi, cái này thì em để giá theo tình trạng cần cho mình. Cái bay Zicking này thì có giá là 890 nha. 890.000 ca. Cái này. Khoan để em đo lại cái thông số nha ca. Rồi, cái này thì trọng lượng của nó là 150g và ngọn của cần là 1.5 ly ca nha. Mã cần số 1 giá 890.000. Một cây. Sang số 2, cái này cái cán nó nhỏ bên dưới nè ca. Và cái phần dốc này là cái gốc của cần. Đây rất đẹp ha. Rồi, cái cần này là của thương hiệu Mazokrab. Mazokrab bát vặn Fuji ha. Cái cần có chiều dài là 1m8, độ cứng là L. Cái này thì nó sẽ là tại zic mát được 150g. Còn dây BE các anh dùng số 0.6 đến 1.2 BE. Đấy. Đây là Mazokrab ha các anh. Crotech. Đây, cần chính hãng Mazokrab luôn. Có dàn khoen là Fuji Six hết nha. Này, khoen nòng súng Fuji Six. Đây, đẹp. Sáng đẹp luôn. Đây là dòng dít, dạng dít lai đó các anh. Dít lai ha. Đầu bu ngon lành, còn đẹp luôn. Không lỗi lầm ha. Đấy. Rồi, cái này thì em bán cho mình cũng vậy nha. 890.000 ạ. 890, cái này nhẹ lắm và cái ngọn của nó cũng bằng cái cây kia. Ngọn cũng là khoảng 1.5 ly nha. 0.5.6. Mã số 2 giá bán là 890.000. Rồi sang mã 3, cái này cứng hơn nè. Cái cần này là của hãng nào đây? Của hãng Daiko các anh, Daiko Nhật nha. Này Daiko. Cái cần dài 1m8 zip quay là 100 là 65 đến 120g nè. Dây BE dùng được số 2 đến số 4 ha. Đây là thương hiệu Nhật Bản, hàng nội địa Nhật Bản nha. Daiko Checker. Rồi, cái này dùng máy ngang luôn các anh. À, thấy cầm nè.
mút hết. Và có bát vặn Fuji chữ vàng. Dàn khoen là Fuji Six ha. Đây là khoen khoen bướm kìa. Khoen bướm, khoen xứ Six. Đó, đầu bu Fuji Six luôn ha. Những cái căn này thì nó được làm bằng chất liệu carbon đó kìa. Ha, bằng carbon. Trong nó rất là cứng cáp, ra càng thẳng, đánh dít nha. Càng câu dít ạ. Rồi, giá bán cái này sẽ là 1.450.000 ạ. Mã số 3 1.450.000. Rồi sang mã 4 em gửi đến cái một cây cần máy đứng. Đây, dít máy đứng nha. Cần này cũng là một khúc luôn ạ. Đây, nó đến từ thương hiệu Promadi nè. Cái cần này là một cây dít King Game dài 1m8, độ cứng MH. Dít mồi của nó mát 120g, JBE mát số 2 ha. Cái này dùng máy đứng. Này ngọn khá là to. Có khoen Fuji Six luôn nha. Đây là khoen dòng cánh bướm mà ngã to nè. Đây là dòng cánh bướm to ha. Fuji Six dàn phôi là phôi nội gân. Này đầu bu Fuji Six luôn ha. Không lỗi lầm. Đấy. Thông số thì em có đọc rõ rồi nha các anh. Đây, có thông số và độ cứng cao là MH. Bát vặn Fuji ha. Cái căn này một khúc luôn. Rồi mã số 4. Giá bán căn là 1.100.000 nha. Số 4 1.100.000. Em sang số 5. Số 5 cũng vậy. Cái này cũng là một khúc và cái này của Daiwa. Ở cái này rẻ nè các anh. Giá quá tuyệt vời luôn. Cái căn này đẹp ha. Daiwa 3 Cfit Phantom BG. Cái bản này là của Thái Lan xuất Nhật ca. Và chiều dài của nó là 1m68. 1m68 nha, này, 5,6 feet này. Cái này thì dít mồi được 90g đến 180g luôn ha. JBE là mát số 4. Có bát vặn Fuji. Tay cầm mút nè. Đấy. Và dàn khoen của nó đây. Khoen Fuji Six hết ha. Khoen đề 3 là số bao nhiêu nhỉ? Số 30 các. Khoen đề 3 là 30. Khoen này khoen chân cao nè. Đầu bu rất đẹp ha. Xíu Six hết. Rồi, cái này độ cứng khá là cứng cáp nha. Này tải mồi cao. Này độ cứng cũng khoảng là hơn MH á các anh. Khoảng MH hơn cây kim một ít ha. Hơn cây số 4 1X. Rồi, cái này mã số 5. Giá là 1.150.000. Ngọn 2.5 ly, trọng lượng 236g. Các anh muốn biết hình ảnh, thông tin cụ thể hơn thì các anh cứ kết nối Zalo bên trên màn hình nha. Cái số điện thoại em có ghi ở trên. Cái tiếp theo là một cây cắm gốc. Cây này khoen to lắm các anh. Đây. Khoen của nó cao á. Khoen này cũng là khoảng 30 thôi, nhưng mà cái chân nó cao lắm, chân ca các anh. Rất là đẹp ha. Đây là một mẫu cắm gốc của hãng Mazu Craft. Đây, đẹp ha. Xuất xứ của nó là China xuất Nhật các anh nha. China thì nó ngon hơn Việt Nam luôn đó. Mazu Craft là của China hoặc là Việt Nam hoặc là của Nhật ha. Bát Fuji. Đây. In chữ thì không sợ fake luôn nha các anh. Đây là những mẫu cần chính hãng. Cần tốt. Và cái này dài là 2m28, lua là được 20g đến 80g, JBE dùng được số 2 đến số 4 luôn. Đây, có in chữ đây. Rồi, khoen của nó chân ca nè, khoen này rất là cao, rất cao nha. Rồi, bên trên thì nó sẽ thấp xuống. Bên trên là khoen nhỏ hết. À, rất là uy tín ha các anh ha, còn nguyên vẹn luôn, không lỗi lầm. Bên trong phần này nó có một phần chỉ màu xanh nữa nè ha. Chỉ đen thì nó cuốn quanh chỉ xanh. Đẹp, độ mới rất cao. Rồi, cái cần cắm gốc này có ngọn là 2.7, trọng lượng 196g. Giá bán là 1.150.000 nha. Đây là những mẫu giá sale hết các. Mã số 6, 1.150.000. Rồi, em sang số 7. Cần câu lua ạ. Shimano Bad One Bio Grip. Cái này là tay cầm gỗ bằng. Đấy, trong nó hơi cũ tí nhưng mà được cái là chất lượng nó còn ngon nha. Không lỗi lầm.
Shimano chiều dài cần sẽ là 1m74 tải mồi được 5g đến 18g mồi. Cái này chịu tải được 3 đến 7 kg nha. 3 đến 7 lb, 14 lb nè. Bản Hàn Quốc xuất Nhật. Cái này thì tình trạng của nó là sao đây? Tình trạng ngoại hình thì nó sẽ có cái lớp vỏ 2K nó nội ha. Lớp bóng 2K, lớp phủ bóng á ca. Nó nội. Này nè, nó nội tới đây nè. Cái lớp ở đằng sau này nó bị chóc ra rồi nè, nó không có được bóng nữa ha. Còn lớp trên nó còn bóng nè. Có tem vàng ha. Cái này còn nguyên không lỗi lầm. Khoen Fuji. Đấy, sứ nè, keo chỉ nè, phần chân khoen nè còn sáng luôn. Đấy. Chỉ trừ cái ngoại hình nước sơn của cần thôi. Đó. Rồi đây là mẫu cần lua nha, cho cánh dùng máy ngang. Nó ném dễ ném lắm. Này cứng khoảng ML, dễ ném ha. Rồi. Giá bán của nó là 500 ạ. Ngọn là 1.6 ly, trọng lượng 94 g. Mã cần số 7, giá 500 nghìn. Sang số 8, cây cần lua Daiwa, cái này cứng L ca. L có đi kèm túi vải Daiwa. Và tay cầm của nó là gỗ bằng nha. Tay gỗ bằng. Bát là bát đậy. Đưa cái máy câu vào đậy là nó dính liền ha. Rồi. Cái cần Daiwa có chiều dài là 1m8, độ cứng L. Tải mồi đa dạng luôn, 3 đến 14g. Chịu tải cái cần này là 4 đến 8 lb và xuất xứ là Thái Lan xuất Nhật. Cái cần có vàng khoen Fuji hết ha. Nước sơn là màu nâu. Full nâu luôn. Độ mới cao các anh, độ mới cái này là khoảng trên 90%. Đó, cứng L. Cho các anh nào muốn lua L ha. Rồi, cái này có giá trị là 1.250.000 các anh. Cái Daiwa này mã số 9, 1.250.000. À, mã số 8 ha, số 8. Rồi em sang mã 9. Cần câu lua có khoen Fuji Gold nè. Cái cần này dài 1m8, độ cứng ML, chất liệu carbon, hàng Nhật Bản ha. Cái này có Fuji Gold đây, sứ đẹp luôn. Sứ Fuji ha, đây chữ Fuji nè. Đó. Rồi. Dàn khoen Fuji Gold. Cái cần này thì 1m8 cứng ML nha. Cứng ML, ML là nó thấp hơn M và nó cao hơn L đó ca. Cái này thì ngọn là 2.1, trọng lượng là 93g. Thích hợp cho các anh dùng máy đứng ha. Giá bán cần là 450. Cần mã số 9, 450k. Tụi em sang mã 10. Đây, nhưng mà em có 2 cây. 2 cây 36 cứng 30 cho anh nào về câu lăn xê rất là ngon luôn. Đấy, có thể câu ngâm lăn xê đánh đục đầu cần, câu sông, câu hồ. Một cây đầu tiên là của hãng Olympic. Cây này đến từ Nhật nha. Dài 36 cứng 30. Đấy. Khoen bát đều là Fuji hết ca. Chất liệu phíp ha. Phíp Nhật. Có đi kèm tem nữa nè. Đó. Ngon là. Ngọn là 3 ly. Trọng lượng 450g. Ngọn 3 ly. Đánh lăn xê. Đánh lục đầu cần thoải mái luôn. Câu ngâm trùm nho hay là đánh lăn xê đều ok hết nha ca. Tổng là có 4 lóng rút ra. Rồi, giá bán của nó sẽ là 390.000. Mã số 10, 390. Sang mã 11. Đây, cũng là Olympic ca. Cũng là hàng Nhật nha. 36 cứng 30 luôn. Khoen bát Fuji hết. Hai cây như nhau nha. Rồi, chỉ có ngoại hình của nó khác nhau một ít thôi. Đó. 36 cứng 30. Không lỗi lầm. Đóng chống nổ đầy đủ luôn. Và có tổng cộng 4 lóng cho mình. Đó, cho em xin phép lên nhanh ha. Đây khô keo này em sẽ chích keo lại cho mình sau. Kệ nó. Rồi cái này thì ngọn là 3.1 ly các anh nha. Trọng lượng của nó là 450 luôn. Như nhau. Giá bán là 390.000. Mã cần số 11, 390. Rồi em sang 12. Cần câu ISO khen lớn, dài 5m4, cứng 5 nha. Cây này các anh có thể ra biển mình câu săn hàng được luôn các anh.
mình câu đơn, câu ngâm, đánh sông hồ hoặc là đi câu biển được, câu iso biển đó canh. Đây là khoen lớn nha, có thể đánh săn hàng, đánh cá mú biển được. À, cái này là có đế là in chữ NFT luôn. Đây, phôi sóng văn 5m4 cứng 5, 5m35 là chiều dài thực của nó nha. Tổng là có 6 lóng, bát vặn Fuji chữ vàng. Cái này có nắp chụp đầy đủ và khoen của nó sẽ là những dòng khoen lai nha các anh. À, với cái giá trị thấp rồi thì đây nè, cái cần nó về là như vậy đúng không các anh, chứ không có độ chế gì đâu nha. Đó, khoen xích nè, Fuji xám, ba khoen chạy là ba khoen xích Fuji xám. Đó, đẹp nha, sáng đẹp hết. Và có dàn phôi là cực kỳ ngon luôn, khỏi bàn. Phôi NFT thì khỏi bàn rồi nha các anh, quá trời ngon. Sẵn hai da có mấy cái điểm xước nhẹ nè ha. Rồi, cái này thì ngọn cần 2 ly, trọng lượng 480g. Cần mã số 13, giá bán là 1.450.000. Mã 13, 1450k. Em sang 14. Cần Nissin Pro Square, dài 4m5. Cái này độ cứng 25 nha, có tem vàng. Cái này thích hợp cho anh nào muốn câu lục bồng bềnh nè, hoặc là mình đi câu câu biển nè, bạc bãi biển nè. Cái bát của nó là Fuji FS7 ha. Nissin, cái này là hàng nội địa Nhật Bản. Đây là 100% Nhật nha các. Mấy cần mà em kêu nội địa Nhật là 100% hết. Cái NFT cũng vậy. Cái này nó có hai khuyên chạy. Ngọn đẹp các, ngọn khá là to nha. 4m5. Đây, phôi rất đẹp. Sơn, nước sơn đẹp ha. Sóng toàn thân, không lỗi lầm nha. Đi kèm là nắp chụp luôn, không lỗi lầm. Cái cần này có đường kính ngọn là 2.5, trọng lượng 414g. Giá bán là 1.250.000 ạ. Rồi, mã cần số 13. Mười bốn nha, giá 1.250k. Và anh nào đặt hàng vui lòng liên hệ Zalo hoặc số điện thoại em có ghim trên màn hình. Số điện thoại của em là 0356776692. Và đầu tiên tiếp theo em gửi đến các anh một cây cần VIP nha. Cây này thì nó có giá trị cao, các anh xem qua, chiêm ngưỡng qua là được nha các anh. Mấy cái này là hàng Nhật, nó ít có về lắm. Đây, một cây lu có đi kèm túi vải màu đỏ nguyên bản của nó. Lu của Gamakatsu á, lút seal test nha. Con hổ, con báo nha, có hình con báo. Đây, hình con báo này các, rất đẹp nha. Cái này độ mới là hơn 95% đó các. Rất đẹp. Và đây là hàng sưu tầm cho mình. 3m3, độ cứng MH, một cây cần câu lu, có thể lu nước ngọt, nước mặn đều được. Câu lu bạo lực được luôn nha. Rồi, lu mồi sẽ là 10g đến 60g mồi. Dây bia là dùng số 1 đến số 3. Dây ni lông dùng chịu tải được 10 đến 16 lb nha. Cái cần này là hàng nội địa Nhật, có tem vàng, mã code đầy đủ luôn. Nó in rất là đẹp nha. Tem vàng đây. Đấy. Và có bát vặn Fuji Gold. Và phần này nè các anh, phần vặn này nè, đấy, nó khác chưa? Các anh đã thấy khác biệt chưa? Nó chống trượt được rất là tốt và nó to, to hơn những cái bát bình thường nha. Đây, bên dưới thì nó có bo chống nổ đầy đủ nè. Và dàn khoen là Fuji Six. Khoen này nó mỏng nhỏ lại ha, ép nhỏ lại. Chân cao. Cái này ném rất là lực ca. Và tải mồi được đa dụng hơn nha, tải được từ 10 đến 60 thì từ nhỏ đến lớn đều được. Khoen đề ba của cần sẽ là khoen cánh bướm. Còn bên trên thì đều là khoen hai chân đến một chân hết. Và đầu bu rất là đẹp các. Đấy, rất đẹp nha. Anh nào muốn xem hình chi tiết hơn thì cứ báo em chụp rõ rõ cho các anh xem. Cái cần này có giá trị cao nha, các anh cứ tham khảo. Đây là có độ cứng và độ tải mồi cực kỳ tốt luôn. Và cái này rất là nhẹ, chỉ có 200g thôi. 3m3, nặng 200g. Ngọn của cần là 1.8 ly nha. Này, siêu VIP luôn. Đây là của thương hiệu Gamakatsu nha các anh nhé. Gamakatsu, hàng nội địa Nhật Bản.
Rồi, giá em bán sẽ là 5.600.000. Ban đầu là tính bán 6 triệu rưỡi đó ca. Bây giờ em sale sale đi nha. 5 triệu 6 nha, kêu cái này 5 triệu 6 là mã số 15, 5 triệu 600 nghìn. Rồi sang mã 16. Gửi đến canh cây Shimano Sub-Leader nha. Cây gần này thì nó cũ theo thời gian ca. Được cái thì nó bền, vẫn còn bền tới ngày nay nha. Cái này là dài 4,05 m, độ cứng BSK, độ cứng 33 lận nha, cho các anh đánh xa bờ được ca. Và phôi là carbon xoắn ít, nội găng hết, toàn thân luôn. Đây là hàng Nhật Bản, có đi kèm dàn khoen phôi xích hết luôn nha, xứ xích, đầu bu môi chè chống xoắn dây nè. Và phôi thì xoắn toàn thân luôn và không bị lỗi gãy nha. Và cái phần định vị khoen nè ca, chắc nó lược bỏ cái định vị khoen này, nó thể hiện ra cái phôi của cần luôn ca. Đấy, cái này người ta đánh biển đó ca, bên Nhật họ đánh biển, họ chưa có hạ bát đâu. Anh nào đánh lục thì mình về mình hạ bát ha. Đây, cho các anh xem cái góc của ngọn này, xoắn nổi găng hết. Đây, không lỗi lầm nha, ở đây thì vệ sinh cạo ra được, nó dính giấy. Đây. Có xước nhẹ nè ha. Rồi, cái này thì ngọn là 2.9 ly, trọng lượng 450 g ca. Giá bán của cần sẽ là 2.650.000 nha. Mã 16, 2.650.000. Rồi tiếp theo mã 17, cái cần ISO khen bé, cho cánh về câu chắp hành nâu gì nè, có thể đi câu đơn trợ máy ha. Đó, cái cần này 2,7 m, đến từ hãng Marine, đây là thương hiệu Nhật. Cái này thì xuất xứ là Korea, xuất Nhật ạ. Dàn khoen bát đều là Fuji hết. Đó, cái bát của nó là Fuji FS6 nha. Các anh có thể gắn máy nhỏ, máy lớn đều được. Có nắp chụp Fuji đi kèm luôn. Dàn khoen là Fuji loại xứ xám. Cái cần nó có 3 khoen chạy nha. Và có ngọn sợi thủy tinh đặc. Đấy, cần nhỏ gọn, đa cần thẳng, độ cứng là khoảng cứng 2. Cho các anh về câu sướng tay luôn. Cần này dòng cá sướng lắm ha. Phôi carbon xoắn toàn thân, không lỗi lầm. Cái này ngọn cần là 0.6, trọng lượng 105 g, thu gọn là 72 cm nha. Giá bán là 550.000. Mã số 17, 550.000. Rồi em sang mã 18. Cần câu lua 2 khúc nè các anh. Cái này là của hãng Kingston nha. Cái này là hàng xuất Nhật cho mình. Đây, cái phôi này là phôi rất là chắc, bởi vì nó dai, đánh bạo lực được tốt nữa các anh. Cái cần này dài 2,4 m, độ cứng MH, một cây màu trắng tinh luôn ha. Cái này thì tải mồi là 10 g đến 30 g mồi, chịu tải là 10 đến 20 lb. Dàn khoen là khoen hạng ha, khoen hạng, bát hạng, bát đoạn. Có cái khoen để mình mắc mồi nè. Đây, 2,4 m, cứng MH, độ cứng cao, siêu nảy luôn. Có thể tải nhái thật được nha ca. Đấy, đánh lóc rừng, lóc bông, đánh chẹm vượt đều ok. Màu trắng. Rồi, ngọn cần 2 ly, trọng lượng 153 g. Cần mã số 18, giá bán là 750.000. 18.750.000. Em sang 19. Cần câu lưu nha, Yamaga. Cần dài 2,7 m, độ cứng là MH. Cái này tải mồi là 30 g đến 60 g mồi. Dây bia dùng số 1 đến số 3. Đây là Yamaga Blend Made in Japan nha. Đây. Phôi xoắn ít ca. Phôi xoắn ít đây. Xoắn hai da hết. Toàn thân. Và dàn khoen cần là dàn khoen Fuji Gold nha. Fuji Six Gold hết. Đó, có chữ Fuji nè ca. Đó. Rồi, cái này cho các anh đánh bạo lực nha. Có thể đánh nước ngọt, nước mặn đều được. Đường kính ngọn là 2.2, trọng lượng 208 g. Giá bán của cần là 1.450.000 nha. Rồi, cho em mã số 19, giá 1.450.000. Rồi sang mã 20, cần câu 3 khúc. Cái này là mẫu cần flip 3 khúc nha. Cái này thì sẽ có chiều dài là 3 m,
và đến từ Nhật luôn ca. Đây là thương hiệu Nhật, J-Max. Có bát Fuji FS7, phôi chất liệu phíp và dàn khoen Fuji loại xứ xám hết. Bên trên là ngọn đặt nha ca. Ở đây nè, ở đây người dùng họ bo chị nè ca. Đó, bo chị. Bo chị để cho chống nổ nổ cần á. Đây. Phần này là phần zin của cần nè. Phần này nó cuốn chị quay, cuốn chị quanh cái chân khoen luôn. Đây là cái loại xứ gì nhỉ? Loại xứ xám luôn ca. Loại màu màu xanh lam nha. Đây là màu xanh lam. 3m, cái này độ cứng khoảng 50 nhá. Về mình câu đơn 5 lăng C. Và ngọn cần là 2 ly, trọng lượng 382g. Giá bán là 250 nha. Cái cần này mã số 20, 250.000. Rồi em sang mã 21. Cần này câu biển, câu đáy biển. Olympic dài 3m. Có ngọn đặc ha. Dài 3m, cái này độ cứng khoảng 150. 150 trở lên. 3 khúc nha, có ngọn đặc. Và đầu bu là rồng độc xoay 360 độ luôn. Khen rồng độc hết. Độ mới khá là cao nha. Bát gập Fuji FS7. Gắn máy ngang, máy đứng đều được ca. Này câu đáy biển nè. Rồi, cái này Olympic Nhật nha. Có giá bán của cần là 370.000. Đường kính ngọn là khoảng 4 ly, trọng lượng 602g. Mã cần số 22. Giá 370.000. Rồi sang 23, mã cuối cùng. Cái ba khúc ca. Ba khúc này nha. Ba khúc này thì nó đã lên khoen nè ca. Đã lên khoen ba chân nè. Đẹp nè, sáng đẹp luôn nè. Đó. Cần này ba khúc cho cái đánh đơn, đánh lăng xê, đánh biển hoặc là đánh lục. Cần này là Daiwa, dài 3m. Có bát vặn. Ngọn của cần là 3.6 ly nha. Còn trọng lượng là 818g. Cái này có góc tay cầm là gỗ. Đấy, màu xanh ha, phôi phíp. Có bo chống nổ đầy đủ luôn. Rồi, giá bán là 350 nha. Mã cần số 23, 350.000. Độ cứng của nó rơi khoảng chừng là độ cứng 25-30 so với cần lục nha. Và em xin kết thúc video tại đây. Cảm ơn tất cả các anh đã xem hết video của em ạ. Các anh ủng hộ giúp em được like, được chia sẻ nha. Anh nào cần đặt hàng thì vui lòng liên hệ Zalo hoặc số điện thoại em có ghi trên màn hình. Số điện thoại của em là 03567 76692 ạ. Xin chào tạm biệt mọi người.